Thị trường về test đáy 1.223 và đang đậu ở một trong những cái mức đáy trước cách đây 2 ngày. Thì anh chị thấy hôm nay thị trường ta cũng có một cái yếu tố xung lực về cái việc mà thị trường ta kéo vào quanh 1.225 thì có yếu tố phục hồi, nhưng mà hôm nay đà phục hồi của thị trường không được diễn biến quyết liệt. Dẫn đến cái việc là thị trường ta hôm nay đóng cửa có mức giá thấp gần như nhất phiên, thanh khoản của thị trường vẫn cao trên tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch khớp lệnh khá nhiều. Thế đối với những cái bất động này anh chị cần phải lưu ý những gì và kịch bản nào cho thị trường trong giai đoạn sắp tới thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích trong video ngày hôm nay ha. Anh chị có thể thấy thì hôm nay khối ngoại người ta tiếp tục bán ròng khoảng 211 tỷ. Tự doanh thì mình không biết hôm nay giao dịch như thế nào, hôm qua bán gần 800 tỷ, hôm nay không biết ra sao. Thế đối với những cái bất động này anh chị cần phải lưu ý những vấn đề gì trong những phiên giao dịch sắp tới, cũng như là cái vùng nào là cái vùng chúng ta có thể lưu ý thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích ha. Ok, thì anh chị thấy là hôm qua mình phân tích cho anh chị nhà đầu tư là thị trường chúng ta có hai cái, là một test đáy hay là lủng đáy. Thì hôm nay thị trường chúng ta về test đáy là 1.223, đóng cửa cây này cũng là 1.223 luôn. Thì hôm nay nó quay về nó test đúng quanh cái vùng đó 1.223. Các cổ phiếu anh chị thấy trong giai đoạn này mua rất dễ bị sai, cũng như là rất rất dễ bị lỗ ngắn hạn. Tức là chúng ta không có yếu tố xử lý cổ phiếu phù hợp, dẫn đến cái việc là chúng ta mua bán loạn choạng. Loạn choạng ở một là chúng ta bán ngay lúc mà thị trường chúng ta rủ nhịp đầu, thứ hai là chúng ta FOMO lại những cái cây khá cao. Cái thứ ba hôm nay là một trong những cái điểm mua mà đánh giá nó không an toàn. Có những thời điểm anh chị mua trong những lúc điều chỉnh an toàn, nhưng có những lúc anh chị mua trong những cái thời điểm mà thị trường rớt xuống là nó không an toàn. Chúng ta lưu ý nha, tùy vào cái thời điểm để chúng ta có thể mua được. Ví dụ cây này mua được, ví dụ cây này anh chị mua được, nhưng cây này chưa chắc. Vì anh chị thấy ạ, chỉ có mua cây này là ăn, mua cây này là hàng ở đây về chiều nó vẫn có ở giá cao, chỉ có lúc hàng về được hàng nó ở giá cao, nhưng mà hàng về nhưng mà buổi chiều là đóng ở giá thấp rồi, thì cái cây này là anh chị mua được, kiểu gì anh chị cũng sẽ có lời. Còn thí dụ như anh chị mua cây này là gần như hàng về lỗ nặng, ví dụ anh chị mua VCI hàng về lỗ mấy phần trăm, anh chị mua về HCM hàng mua 36 về còn giá 34. Tức là anh chị thấy có những cái cây bật lên theo một trend nhìn có khá đẹp, nhưng đa phần là chúng ta đánh tích cực trong những cái thời điểm như thế này mà chúng ta đánh lạc trận ấy, là tỷ lệ anh chị thua lỗ cực cao. Anh chị đâu, anh chị về đi mua bùng nổ lên cây này hàng về, thí dụ mua giá hơi cao hàng về đi khoảng 3-5% rồi, ngày mai chưa biết, còn hôm nay bán thì có thể là 3-5%, nhưng ngày mai chúng ta đã biết đâu. Vì thế chúng ta lưu ý thí dụ HBG đi, hàng này mua bật lên đúng không, hàng về là thí dụ mua 285 hàng về còn 278 đấy. Chúng ta thấy Nam Kim này mua bờ đất những cây này lên là hàng về bắt đầu là đi xuống khúc rồi, lưu ý ha. Còn ví dụ như anh chị mà mua ngày hôm qua nữa căng nữa, bởi vì ngày hôm qua chắc chắn là hôm nay đang bị lỗ ngắn hạn rồi đúng không. Hôm qua khi mà thị trường ta giao dịch ở cái vùng giá cao ngày 250 mấy á, ở đây rất nhiều mã cổ phiếu giao dịch ở cái vùng giá cao, mà khi giao dịch giá cao người ta đánh bờ đất lên là hàng về, kiểu như sẽ lỗ chắc chắn với anh chị nhà đầu tư như thế luôn. Rất ít mà cổ phiếu là chống lại cái xu hướng này ở thời điểm hiện tại. Và cái mà anh chị cần làm phải nhìn vào cái yếu tố thực tế của thị trường là chúng ta đang giao dịch đúng hay chúng ta giao dịch sai. Thực ra ở thời điểm hiện tại chỉ có những anh chị nào đánh trung hạn với cái vùng mua cách đây khoảng vài ba tháng chúng ta mới có lời, còn mua một tháng trở lại đây hoặc là năm bảy phiên trở lại đây là một là mất lãi, hai là đang lỗ hết. Chúng ta lưu ý nha. Vì thế quan điểm của mình là thị trường của chúng ta một là đang test lại cái vùng giá 1.223, test thành công á thì nó phải có một cái phiên bùng nổ vượt qua 1.250 nó mới thành công, và đây cũng chính là cái điểm pivot để anh chị tham gia. Nhưng quan điểm mình là của thị trường ta đã giật lên được cái mốc này nè thì lệnh cực thấp. Bởi vì sao? Bởi vì lượng nhà đầu tư đang kẹp ở trên này rất nhiều, bây giờ bắt đầu sợ rồi. Nó khác với tâm lý của ngày hôm qua. Ngày hôm qua khi nó kéo là tâm lý rất là hưng phấn, nhưng mà hôm nay kéo xuống như này bắt đầu thấy hoảng, thấy xấu rồi. Mà quan điểm mình nha, khi nào thị trường chuẩn bị nhà đầu tư thấy xấu là mình lại thấy ngon nè. Vì thế là anh chị lưu ý nha, hai phiên này mình bán khá nhiều, cũng như chia sẻ với mọi người kênh YouTube này rất nhiều, là khi thị trường á mà nó đạp cây này nè, nó hồi những cây như chưa hề có cuộc chia ly với khối lượng thấp. Và cái cây này nè đánh bờ đất lên là căn hạ thì chọc đi, ít nhất phải hạ được margin hoặc là hạ tỷ trọng danh mục xuống, những cái mã tên cộng nó bán ra. Và chúng ta làm gì? Chúng ta thu tiền về, chúng ta sẽ chờ những giai đoạn tới. Mình tự tin với anh chị nhà đầu tư là hai cây này bên mình bán được cái vùng giá rất là cao đối với cổ phiếu, số lượng và khối lượng rất to. Lưu ý nha, tự tin với anh chị nhà đầu tư luôn. Còn bây giờ quan điểm của mình là sẽ ngồi chờ, chờ mua các mã cổ phiếu bắt đầu hoảng loạn trong giai đoạn sắp tới là mình sẽ vào. Và đối với mình thì cái vòng sắp tới mới là cái vòng siêu kiếm tiền, bởi vì trong giai đoạn này đang là giai đoạn Oppo. Mà giai đoạn Oppo thì anh chị thấy là cái biên độ nó sẽ rất là nhiều. Các cổ phiếu trong ngắn hạn là đang giảm khoảng cỡ 10-15%, có thể là rơi 20%, thì bắt đầu nó sẽ tạo ra những cái biên phục hồi 15-17%. Đó là những cái giai đoạn anh chị có thể ăn được với biên độ lớn. Vì bởi vì sao? Bởi vì giai đoạn này là ai tỉnh táo ngay thôi, đúng không? Nếu mà anh chị tỉnh táo giai đoạn này kiếm được rất nhiều tiền, anh chị không tỉnh táo giai đoạn này siêu lỗ. Bởi vì sao? Anh chị sẽ vào những cái thời điểm người ta bán ra, và anh chị làm sao mua vào những cái thời điểm và anh chị bán ra ngay những cái thời điểm mà nhà đầu tư khác người ta mua vào. Lúc đó sẽ tạo ra những cái biên độ, bởi vì dao động đối với những cái yếu tố về mặt hoảng loạn cũng như là yếu tố FOMO. Ví dụ thị trường FOMO lên đây đu, có nhà đầu tư bán ra thì bây giờ người ta đang cầm một cái lượng tiền, người ta chiết khấu được một đoạn rồi, đến lúc anh chị nhà đầu tư hoảng loạn bán ra nó sẽ ngay những cái vùng giá đấy, nên chúng ta lưu ý nha. Vì thế quan điểm mình không thay đổi, gần như hôm nay mình không hành động gì, không mua bán gì trong ngày hôm nay,
Và bởi vì quan điểm của mình là thứ nhất là nó đang test ở cái vùng này chưa có yếu tố thành công hay không. Cái thứ hai nữa là khi nó mất cái vùng 1.220 thì cái vùng tiếp theo của nó sẽ là vùng 1.200. Lưu ý đây là cứ điểm tiếp theo của thị trường. Nếu mà cứ điểm nó thành công thì nó sẽ có những cái bất động mới. Thì những cái kịch bản đó mình sẽ gửi cho anh chị nhà đầu tư bên mình ở nhóm. Chúng ta lưu ý nha, không phải lo lắng đâu. Vì quan điểm mình là thông thường những cây là mình hay bắt lắm. Nếu anh chị nào hiểu mình á, hoặc là coi YouTube mình lâu, những cái cây là mình rất hay bắt luôn. Nhưng mà hôm nay mình không bắt, mình bắt cây này nè, mình bắt cây này. Nhưng cây này mình không bắt. Vì sao ạ? Bởi vì anh chị thấy đây là một cái vùng này, đều là một trong những cái yếu tố tạo ra biên độ. Biên độ trong giai đoạn này là nhiêu? 1.245. Giai đoạn này là 1.245, 1.215, khoảng 30 điểm. Thì biên độ ở đây mình thấy 1.220, 1.250, 30 điểm. Ví dụ như nó mất cái đoạn này nè, nó mất đi cái vùng hỗ trợ mạnh của nó là cái vùng 1.220 á, thì làm sao ạ? Thì lập tức là toàn bộ nhà đầu tư trên này kẹp. Kẹp thì nó sẽ hay gây ra hiện tượng bán tháo. Nó giống như cây này nè, đúng không? Khi nó mất đi cái mốc 1.215 là nó sẽ chạy về cái vùng biên dưới luôn, là 1.175 rất là nhanh. Còn ngày mai thị trường chúng ta mất cái mốc đó đi về đâu mình không biết, nhưng chỉ cần mất cái mốc 1.220 tại một cái vùng trên này kẹp hết, kẹp với khối lượng lớn là càng chết nữa, tỷ lệ thua lỗ cực cao. Nên anh chị chúng ta lưu ý nha. Vì thế mình nhận định chủ quan cũng như là khách quan cho anh chị nhà đầu tư thôi, chứ không phải là vị thế của mình. Bởi vì vị thế của mình nói với anh chị nhà đầu tư cây này mình nhận định thị trường sẽ hồi, hai cây này mình nói với anh chị nhà đầu tư là mình bán ra. Thấy hai cây nào, anh chị thấy hai cây nào? Hai cây này là bên mình bán ra, và cây này mình không hành động gì hết, mình đang cầm một cái lượng tiền và sẽ chờ bắt ở trong giai đoạn tới. Thì anh chị chúng ta lưu ý đó là cái yếu tố quan điểm cá nhân. Còn như anh chị nhà đầu tư kia, ông này hô xuống thị trường xuống, không có ai phân tích giai đoạn này ok thì người ta ăn dày thôi, chứ không có ai mà ở đây mà mình hô cái thị trường xuống đâu anh chị. Lưu ý ha, ví dụ anh chị nhìn Novaland này, tại sao mình phải bán ra những cái nhịp mà thị trường nó phục hồi? Vì con này bán một cây lớn như thế này nè, nó chỉ hồi phục một phiên như thế này. Đây là phiên no đi mình 300 đà giảm, mà no đi mình 3 thì nó kiểu gì nó cũng sẽ giảm thêm. Đó là lý do vì sao mình phải bán tránh áp lực của những con này lên thị trường. Và đang có rất nhiều mã cổ phiếu nó sẽ mất đi cái vùng hỗ trợ gần nhất của nó, là nó về cái vùng hỗ trợ dưới. Ví dụ con này cân bằng quanh vùng 20 không thành công thì nó sẽ về cái vùng cân bằng dưới, tiếp tục là vùng 17 chấm ít dưới đây, tức là cái vùng đáy dưới của nó để nó bắt đầu tích lũy lại quanh này. Thế chúng ta lưu ý còn cái hàng ở đây là anh chị thấy mua một cái sàn này, tặng thêm một cái sàn, mua cái cây này phục hồi hàng và cắt đi khoảng 10%. Và đa phần các mã cổ phiếu những con này đang chiết khấu khoảng cả bao nhiêu phần trăm anh biết không? Đang chiết khấu từ đỉnh nè, khoảng cả 15% nè. Chỉ cần khoảng 5% nữa mình kiểu gì những cái ai nè đang kho cho vay nè, Comerzin là đánh kho nè, kiểu gì mình cháy hết. Lưu ý nha, thì thế những cái con này mình kỳ vọng là không gây áp lực quá nhiều, bởi vì những cái con này nhà đầu tư người ta đu ám lớn, nó đang có yếu tố đại chúng. Mà có yếu tố đại chúng á, mà nó nhà đầu tư người ta mua nhiều ấy, thì khi mà nó rớt quá sâu á, mà thí dụ có một số bên người ta cho vay, người ta cắt cắt deal, hoặc là cắt không cho vay, người ta thu tiền về, lập tức sẽ có yếu tố bán tháo xảy ra thì sẽ ra Comerzin chéo. Nên chúng ta phải lưu ý là cực kỳ vọng con này không bị áp lực quá lớn nha. Nên chúng ta cần phải cân nhắc một số cái điểm như thế. Mình thì mình nhận ra khi nó rớt cái cây này đầu tiên rồi. Nếu mà nó xấu nữa kiểu gì sẽ có những cái bên người ta cắt không cho vay con này nữa, và những ai đang cho vay bắt buộc phải bán tháo nó sẽ làm ra cái yếu tố di chuyển. Nên là hôm trước nè, thực ra nếu anh chị nào coi là cái video ngày 10, ngày 8, ngày 9 ở đây nè, mình có nhắc về Novaland, mình kêu anh chị nhờ tôi nghiên cứu kỹ đi, lưu ý ha, và tất cả những cái phiên sau nó giảm điểm, không phải là nó bâng quơ đâu, tất cả mọi thứ đều có lý do hết. Nên là mình thì mình chỉ nhắc nhở vậy thôi. Còn xuống vùng này mình không khuyến khích anh chị chúng ta bán ra, mình chỉ nhắc nhở anh chị nhà đầu tư cây này nên cầm Novaland thì phải lưu ý vậy thôi. Còn cổ phiếu nó có những cái bất động riêng của nó, mình chỉ nhắc nhở anh chị nhà đầu tư cầm hàng thì phải lưu ý cái hàng của mình cơ bản sao, giao dịch như thế nào và điểm mức chặn lại ở đâu. Còn lúc này thì không có nói nhiều về các cổ phiếu như Novaland, bởi vì nó đang rớt như thế này, anh chị kêu nó phục hồi thì đương nhiên nó sẽ có phục hồi quanh cái vùng giá dưới 18. Còn nếu mà nó xấu nó sẽ có yếu tố bịt cung. Lưu ý nha, đó là trường hợp xấu nhất là nó sẽ có yếu tố bịt cung. Bởi vì anh chị thấy nó liên tục nó sàn, tức là áp lực bán rất lớn. Người ta bán liên tục về giá sàn luôn, cắt lỗ cắt quyết liệt, hoặc là người ta bán chút lời cắt quyết liệt. Thí dụ ngắn hạn những ADU ở đây lỗ. Đúng không anh chị, đã khi nó mất một cái mốc hỗ trợ lớn này, lập tức là toàn bộ nhà đầu tư đây kẹp, kẹp thì những cây này cứ bán tháo ra thôi. Giá nó đi sâu thì đó là cái tiêu chí của thị trường ở thời điểm hiện tại, tạo ra biên độ lớn. Mà biên độ lớn mà ai bán nó được cao xuống giá thấp mua lại, nó đánh một vòng test đỉnh là anh chị ăn được rất là nhiều. Thì cái quan điểm của mình là trong giai đoạn này là một giai đoạn siêu bô, nhà đầu tư sau mà đánh không thành công hoặc là đánh không nhanh nhạy là bô của nhà đầu tư chạy ra, và sau đó họ khi mà chịu cũng nổi nữa bán ra nó ngay những cái vùng giá mà phù hợp cho tiêu chí chiết khấu của những nhà đầu tư khác, người ta lao vào người ta lấy. Nên chúng ta lưu ý một số cái yếu tố đó nha. Vì thế là khi thị trường ta mất mất một cái mốc hỗ trợ nào đó, nó sẽ về tìm một cái vùng hỗ trợ dưới. Cái vùng hỗ trợ tiếp theo của thị trường là 1.200. Về vùng này ok thì vào, không ok thì thôi. Kịch bản thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư trong nhóm mình vào ngày mai, nên chúng ta không cần phải lo lắng. Quan điểm mình là bây giờ mình sẽ chờ
chờ nào đúng, thị trường có lực cầu, mọi thứ nó ok mình vào lại. Còn những cái cây này bán khối lượng lớn không ai nói đẹp cả. Còn lúc này thị trường nó về test đáy, chưa nói lên vấn đề gì nhiều. Ngày mai là một trong những cái phiên cực kỳ quan trọng, bởi vì nó có cái thứ nhất là nó có yếu tố cơ cấu quỹ, ngày mai quỹ bán khá nhiều phải lưu ý. Thứ hai nữa là ngày mai là ngày áp lực, nó là ngày cuối tuần, mà cuối tuần nó có rất nhiều áp lực anh chị, cuối tuần rất nhiều áp lực. Lưu ý nha, thà thị trường tăng sao mà thị trường xuống mệt mỏi lắm. Ta lưu ý nha anh chị, thấy hôm nay là quan điểm của mình chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư trong nhóm này. Phim qua VN ta phục hồi test lại cái nền 1.250, tuy nhiên động thái kéo nó không quyết liệt, kèo volume giao dịch khá to nhưng liên tục không xuyên khai các mốc kháng cự. Hệ thống ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu cũng như là các hành động trong ngày hôm qua, ngày hôm qua mình bán rất là nhiều. Vì chiến lược là hồi để bán hạ tỷ trọng nên khi thị trường có dấu hiệu giao dịch lỏng lẻo và không bước được đỉnh thì mình bắt đầu bán hạ. Hành động chủ yếu là chủ động hạ bán hạ từ sáng tới chiều, nên gần như là các bước mà anh chị ta giao dịch bán ra trong sáng hôm qua và đầu giờ trưa hôm qua đều là những cái mức giá tốt nhất hoặc là gần tốt nhất đối với các mã cổ phiếu trong ngày hôm qua. Phiên này hệ thống dự kiến thị trường sẽ test lại 1.225 cộng trừ, sau đó sẽ có phản ứng. Tuy nhiên mình đánh giá nếu 3 phiên gần đây tổ chức ra hàng thì VN của ta sẽ thủng cái mốc này và sẽ kích hoạt bán tháo trước khi nó sẽ đánh vòng mới. Chiến lược hệ thống vẫn duy trì các cổ phiếu chốt, chủ chốt nắm giữ cho đến khi đạt target. Hiệu như BVS ngày hôm qua về vùng target đỉnh trước thì bán ra bớt 50% hàng, và các cổ phiếu khác trong list chủ chốt thì mình không giao dịch. Ví dụ như Gap không giao dịch. Vẫn cầm, có thể con này lên đạt target 107, 108 nhưng mình không giao dịch. FPT mình đang cầm có lời nó chỉnh kệ nó, bởi vì đây là các cổ phiếu chủ chốt. MSB mình cầm bình thường, VBank mình vẫn cầm bình thường. Lưu ý nha, ví dụ BVS bán ra 50% bởi vì test đỉnh. Còn ví dụ BSR mình vẫn nắm bình thường. Còn kể cả nó chỉnh trong ngày hôm nay cũng phải nắm, kể cả ngày mai nó có chỉnh xuống dưới 20 mình vẫn sẽ nắm. Lưu ý ha, vì thế chúng ta lưu ý bởi vì đây là cái chiến lược dài hạn của mình. Và những con này mình đánh giá dòng tiền nó chưa ra và cái thế nó khác so với những mã cổ phiếu khác. Anh chị thấy những mã cổ phiếu khác nó linh xình nó rơi, còn những con này lên chỉnh kệ nó. Lưu ý nha, các cổ phiếu mà mình list cho anh chị nhà đầu tư bên mình rồi thì không phải lo lắng, cứ cầm đó chỉnh phải chấp nhận. Lưu ý nha, phiên này anh chị quan sát hệ thống xem xét thị trường và tiếp tục gửi tới khuyến nghị cho anh chị nhà đầu tư sau. Thì anh chị thấy khi mà 1:34 mình có nói là VN chúng ta đang test cái vùng đáy 1.225 cộng trừ, thì vùng này là mình đã nhận định trước cho anh chị nhà đầu tư từ sáng đó là nó sẽ có cái yếu tố phục hồi. Tuy nhiên mình sẽ không hành động có gì cầm đáy dầu khỏe mình cầm, ví dụ BBD vẫn cho anh chị nhà đầu tư bên mình cầm, BVS bên mình cầm. Con này bắt đầu ra những cái thông tin về lô BO môn thì kỳ vọng một cái nhịp chạy. Hôm nay dòng tiền nó vào tương đối, mình còn 50% hàng BVS và năm và một cái phần T cộng BVD. BR vẫn giữ bình thường nhé. Thường á thì anh chị sẽ thấy những cái phiên này mình rất hay cho bắt. Nhưng tâm lý và cái thế của thị trường bây giờ nó khác. Đó là bắt đáy hôm nay là không được. Anh chị mà bán ngày hôm qua nay nên ngồi im và chờ, đừng có táy máy làm cái gì hết. Thì anh chị thấy khi thị trường nó về tới cái vùng 1.225 này thì bắt đầu là anh chị thấy nó có những cái điểm mà nó giật lên. Rất nhiều anh chị nhà đầu tư hô hào bắt ngay đáy, cuối phiên nó dập cho cái là đâu là về đó hết. Chúng ta lưu ý đó là một trong những điểm trap, bởi vì nó sẽ tạo ra cho tâm lý anh chị thói quen đó. Thói quen là gì? Thói quen là đúng ra là cái cây này nè anh chị không nên bán ra phải mua, thì bây giờ nó lặp lại như vậy thì phải mua, mua thấy nó hồi lên rất là hào hứng đúng không, nhưng mà cuối phiên nó dập lại cho một cái là tâm lý chúng ta đang bị ngược với cái yếu tố vận động chung của thị trường đó. Vì thế anh chị thấy hôm nay thị trường hồi lên là gặp bán, hồi là gặp bị bán, nó không giống như cái cây này hồi lên đó là đẹp vào sâu này, ngày mai là có yếu tố phục hồi, nhưng mà cây này nó hồi ngay trong phiên. Anh chị thấy có những mã như là con VCI đi, có lúc nó giảm rất sâu về dưới 48, có lúc nó giật lên tham chiếu xong cổ phiên đông 84, tức là xu hướng của nó là hồi lên là bị bán xuống. Lưu ý nha, xu thế của nó đang rất là khác biệt so với những cái cây trước đó. Vì thế mình có nói với anh chị nhà đầu tư là thường những cái cây này là mình rất thích bắt, nhưng mà hôm nay mình không bắt, tâm lý bây giờ nó khác, cái thế nó khác, vận động nó khác và mình không bắt ngày hôm nay. Bắt đáy hôm nay không được đâu, anh chị phải chờ qua ngày hôm nay mới bán, ngồi im đừng có táy máy làm gì. Hôm nay hôm qua và thí dụ là cái ngày ngày hôm trước á là cái ngày thứ, hôm nay là thứ năm đúng không, thứ tư và thứ ba, hệ thống bên ngày bên mình bán 2 ngày, mình đếm mà mình coi sơ bộ cái thống kê khoảng 300 tỷ là từ sáng đến chiều, bán 2 ngày khoảng 300 tỷ, cái lượng hàng đó mình bán ngay những cái vùng giá rất là cao. Anh chị nhiều lúc anh chị cứ coi lại mấy video trước mình không nói phép với anh chị nhà đầu tư đâu, cứ ngồi coi lại đi, một hai phiên gần đây mình nói là lên hàng luôn, mình bán tất cả khuyến nghị mình sâu cho anh chị nhà đầu tư coi hết. Nên chúng ta phải lưu ý là chúng ta coi, chúng ta phải trực quan với cổ phiếu, trực quan với cái yếu tố nhất định và trực quan với cái gì, cái quan điểm. Quan điểm bên hồ là bán, hồ lên bán rất nhiều, cứ từ từ chờ cổ phiếu nằm đấy không vội đâu, lưu ý ha. Đấy, vì thế anh chị thấy có thể là nhiều lúc anh chị nhà đầu tư nghe thì có thể là hơi bất đồng quan điểm, bởi vì thị trường đang tăng, ai cũng thích cổ phiếu của mình úp hết. Nhưng chúng ta không cãi nhau với thị trường làm gì, danh mục của anh chị mới là quan trọng. Và làm gì tiền bạc chúng ta quan trọng, còn nhận định của mình nó không ảnh hưởng gì lên thị trường. Thí dụ mình nhận định được thì mình kiếm được tiền, anh chị nhận định không được anh chị thất bại, anh chị mất tiền trong giai đoạn này, thế thôi, chứ còn không ai hô thị trường đi xuống cả. Thí dụ mình quản lý của anh chị khách hàng ở trong mình
Đó, mình có lời cho nhà đầu tư bên mình trước, mình tìm những cái điểm vào cho anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn này nè, cực nhiều, mua rất nhiều trước lệ lên cho này tán ra rất nhiều, thế thôi. Còn ví dụ như ngày mai thủng một ngày 220 thì mình ăn và mình sẽ chờ một cái vòng mới của thị trường, thì ngày mai mình sẽ đưa cho anh chị nhà đầu tư cái kịch bản, bởi vì lúc này mình đang thấy rất nhiều cơ hội trong cái vòng sau, đặc biệt là anh chị phải có tiền. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình đang lên được một list cái cổ phiếu mình đang quan sát, ngày mai ngày mốt ok sẽ kiếm một cái lợi nhuận ngắn hạn T3 đó đó mình khoảng cỡ 10 7 tới 13% tùy mã. Nếu mà cái vùng ngày mai không đạt thì cái vùng sâu hơn cho anh chị nhà đầu tư khoảng 20% trong ngắn hạn luôn. Vì thế là nếu anh chị nào mà nhà đầu tư mà chúng ta muốn tham gia với hệ thống trong cái giai đoạn bắt ở trong cái gì sắp tới, thì anh chị có thể liên hệ với các bé trợ lý của mình ở phía dưới video này, nó có phần mô tả là các bé sẽ hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư vào nhóm. Còn kịch bản thì ngày mai mình sẽ gửi cho anh chị nhà đầu tư bên mình vào nhóm sau, nên chúng ta yên tâm, những anh chị nhà đầu tư chúng ta đang coi video của mình thì không phải lo lắng quá nhiều, bởi vì chúng ta ra được hàng ngay những cái vùng giá cao rồi. Thì cái quan điểm của mình là bây giờ mình sẽ chờ những cái vùng giá thấp mình mua. Thêm một cái nữa là thông thường những cái nhịp như thế này nó sẽ làm cho nhà đầu tư rất hoang mang. Ví dụ những anh chị nhà đầu tư đứng ngoài trong giai đoạn vừa qua rất lâu, không tham gia vào thị trường thì thấy thị trường ta lên hoài, nó không chỉnh, nó chỉnh cái nó hồi, nó nghĩ thị trường nó khỏe, nó tham gia lại được là kiểu này mới vào chết luôn. Không nhất thiết là những nhà đầu tư đã tham gia cách đây 1 2 tháng, 1 2 tháng lúc này cũng căng, mà mới vào cũng căng. À, lưu ý nha. Vì thế là lúc này thị trường nó đánh rất là khó, thì để lên 1.300 thì nó phải có một cái nhịp chiết khấu phù hợp cũng như là test đáy phù hợp thì nó mới lên được. Còn nếu mà thị trường ta loanh quanh và cân bằng quanh đây mà đi lên á, thì nó có một cái điểm pivot mình sẽ chấp nhận mua cao nếu nó vượt qua 1.250 cộng trừ. Nếu nó chấp nhận mà nó vượt được cái vùng này mình chấp nhận mua lại giá cao. Còn nếu đúng kịch bản của mình thì nó sẽ có một cái vùng giá rất tốt cho anh chị nhà đầu tư mua lại trong giai đoạn sau. Lưu ý ha, đó là trong số thí dụ 80% kịch bản mình đưa ra là khả năng nó sẽ test lại cái vùng 1.200, bởi vì hôm qua mình đưa kịch bản cho anh chị nhà đầu tư test đáy mà test không thành công thì cái việc mà nó xuyên thủng để về lại vùng 1.200 là đang rất là khả quan ngày mai. Còn nếu mà thị trường ta khỏe hơn, bước lên được cái 250 chấp nhận mua lại giá cao, quay lại mình mua luôn. Còn nếu nó không giao dịch được cái biên đó thì thôi, mình sẽ chờ cái vùng giá chiết khấu để bắt trong giai đoạn sau. Chúng ta lưu ý. Còn các cổ phiếu ở thời điểm hiện tại thì hôm nay anh chị chỉ thấy một số con như VIP, MSB đang hoặc là các cổ phiếu ngân hàng nó bật tăng. Chứ còn rất nhiều các cổ phiếu khác đều có yếu tố áp lực hết, bởi vì thị trường nó đang đang không ủng hộ mà. Ví dụ VIX này đi quá sâu, hôm qua mình không bán này đi thêm mấy trăm nữa. Đúng là con này hôm qua phải đánh lên 63, mà khi đánh không thành công về cái vùng đáy trước là cắt ngay. Bán luôn. Lời vứt nè, hôm qua bán hòa. Mình bán hòa con này. Cái vùng giá là 59.5, trước mua 595 nè, mua cây này nè anh chị. Hàng về á, là nó nằm ở cái cây 61X mà mình chờ khoảng 62, 63 hàng bán không tới bắt buộc bán hòa. Hôm nay lủng hơi sâu thì nó có, nếu về kỹ thuật nó có cái gap ở đây nè. Chắc về đây quay lên chứ con rất kinh quá, đè cả thị trường chúng ta xuống. À, các cổ phiếu khác thì mình thấy nó bình thường. Dù như là MSB hay là con VBank, những con này thì vẫn đang đợi thị trường, là CTG đợi cho thị trường khá tốt. Thì những con này là những cổ phiếu anh chị lưu ý trong nhịp sau, sẽ lưu ý những cái điểm điều chỉnh của cổ phiếu. Hôm nay cái nhóm này không đợi thị trường ta đi sâu rồi. Còn nhóm bất động sản thì mình không nói nhé, bất động sản, bởi vì trong giai đoạn này nói với anh chị nhà tư không đánh cái sale rồi, nó mất cái nền giá 26.26 thì nó sẽ về cái vùng giá dưới là 24. Lưu ý nhé, đích này đây có nguy cơ mất cái nền vùng giá 27 thì nó sẽ về cái vùng giá dưới, đáy trước của nó là cái vùng giá 25x. Lưu ý nha, ta đến giờ nè, cái vùng giá nền của nó là 20.5. Mất cái mốc này thì nó sẽ về quanh dưới cái vùng giá 19.5. Bởi vì khi nó rớt xuống á, là toàn bộ cái vùng này là cái vùng nhà đầu tư kẹp. Nếu nó xác nhận một cây thủng xuống đây là nhà đầu tư kẹp này hết. Đây cũng là một cái dạng hòn đảo mà cổ phiếu đang giao dịch lớn với nhà đầu tư đu ám nhiều. Mất ở đây là nó phủ định lại toàn bộ cái đà tích lũy ở đây. Thì nó sẽ gãy một cái nền xuống để nó tạo ra một cái vùng cân bằng mới. Mà cân bằng mới thì tích lũy lại. À, tích lũy lại chưa biết sẽ lên hay không đâu. Tùy vào điều kiện thị trường nữa, chưa biết nó sẽ lên hay không đâu. Lưu ý nha, HDC đang vào cái form mẫu hình vai đầu vai ngược này, con này có một điểm pivot là 38, nên nếu là ngày mai mà thị trường giảm, con này không giảm nó có thể vào lấy nè. Lưu ý nhưng mà chưa, quan sát thôi, tính tiếp sau. Đây là mẫu hình vai đầu vai ngược, đây pivot là 38 nha, hoàn thành mẫu hình nhé. Ta có 55 nè, những con này sẽ về cái vùng dưới đáy trước là 34. Hôm nay khu công nghiệp này chúng ta có KBC, GVR thì mấy con này bình thường, vận động bình thường. KBC hôm nay xanh là khá là tốt, khỏe so với thị trường đấy. Chứng khoán thì hôm nay gặp áp lực chỉ có SSI là khá mạnh, nhưng mà phải chờ nó điều chỉnh và test ạ. Chờ nó test ở cái vùng giá 34. Lúc này thì nó đang là cân bằng và đỡ là cái tâm lý cho nhóm chứng khoán nhiều. MBS hôm nay tăng tốt, khác biệt so với nhóm chứng khoán, chả biết có gì không. SHS là hôm nay lên chỉnh bình thường. Trong giờ này thì cổ phiếu nó đang về kênh thôi, cổ phiếu lên chỉnh anh chị. Đây là thông thường nó đặt trong sideways whip á, là anh chị cứ mua nổ là anh chị bán chờ test anh chị mua lại, không mua đuổi nha. Ta có HCM là cây này mình bán nè, bán đang ngay những vùng giá cao nhất luôn, không bán là hôm nay gần hòa rồi đó.
bán ra còn được khoảng cỡ bao nhiêu, còn cỡ được khoảng hai giá, mua 33.3 bán được khoảng 35.x, hai giá con này tương đương khoảng cỡ cỡ 7-8% gì đó, bán ra đánh tới cộng mua đây nè, bán ra cây này nó chỉnh cái đó. Thông thường những cái này chỉ giết hai nhà đầu tư T cộng là chính. Vì thế khi nãy mình có nói là những ai nhà đầu tư mới mua thì hay đen lắm. Còn những nhà đầu tư lúc này chỉ có phù hợp với cái danh mục của người trung hạn, đối với những anh chị tham gia khoảng 5 6 tháng trước. Nhà đầu tư lâu cầm có lời thì nó chống chống đỡ được. Còn những nhà đầu tư ngắn hạn rất dễ vướng vào những cái yếu tố về mặt rủi ro. Lưu ý nha. Dòng thép thì Hòa Phát hôm nay bắt mà nó mất cái nền giá 27.5 ở đây thì nó về là cái vùng giá dưới nè. 26.x, mà những cái con này giao dịch anh chị lưu ý cái biên độ của nó được khoảng một giá, nhiều lắm anh chị. Bởi vì nó lên một like là nó phải mất rất nhiều tiền và mất rất nhiều khối lượng. Thế con này mất 2-7 năm nó sẽ về cái vùng giá dưới đây. Vì thế cây này thì mua được, để hàng về bán cây này, thí dụ cây này hôm trước mua 28 thì cây này mình bán 29.x ăn được một giá. Còn lúc này mua cây này chưa chắc ăn đâu, lủng cái vùng giá 2-7 năm nó sẽ về cái vùng giá 26. Vì thế đó lý do là cái thế hôm nay nó khác nên mình không có mua. Hoa sen này, những con này thì nó phải về test lại cái vùng giá 20 rồi. Mất 21 nó sẽ về 20 nha anh chị nhà đầu tư. Lưu ý Nam Kim nè, cây này không bán là hôm nay mất đi mất lại mở lại rồi. Con này mất 21 thì nó về test nền dưới, tạo ra cái form gãy nền rũ cũng giá 20. Vì thế trong lúc này là các cổ phiếu đang tạo biên độ lớn này. Mất nhanh mà ai đánh được là tiền nó cũng nhiều, bởi vì biên độ bán là giá cao quay lại xuống mua giá thấp. Lưu ý nha, nhanh chân chỗ đó là được. Dầu khí thì hôm nay khỏe rồi, người ta có BVD, BVS, BVT. Bởi ra cái thông tin về lô bê môn, thông tin lúc nào nó cuối chu kỳ thì chạy được nước rút thì tốt, mà không chạy được thì thôi. Những con này mình nghĩ là cả năm nay nghề nghiệp nó cũng nhiều, tức là nó làm không hết việc, mọi thứ ok, mình vẫn nắm những cái món này theo dạng là cầm cầm theo chủ chốt thì mình vẫn nắm giữ bình thường, chưa có bán ra. Nhưng mà đặc biệt là những con này nó không có những cái cây bán lớn, tức là dòng tiền anh chị thấy này, những cây này bán volume rất bé, thế nào bán volume to to là sợ. Thứ hai cái thế của những con này đang lên, anh chị nhìn qua thép này bắt đầu thế nó ngược lại, thế bắt đầu thế xuống rồi mà thế lên, thế bắt đầu thế xuống rồi nó cong 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 xuống rồi, tạo ra vòng cung hướng xuống rồi. Ấy khác biệt không, nên là lưu ý có những con mình giữ được, có những con không nha. Trụ thì mình thấy FPT thì nó đang tích lũy vùng 95, 97, 98 ở đây thôi, tích lũy lên trên chấp nhận cho nó điều chỉnh ngắn hạn, giá vốn tốt dưới đây sợ gì. Kệ đó, BNG con này về lắp ghép bình thường, anh chị cứ chờ những con này chỉnh volume bé tí, giá rất sâu không phải là cái yếu tố vấn đề. Giá rơi sâu volume nhỏ với nhà đầu tư cắt, tổ chức người ta đang canh dưới mua hết đó. Thông thường nó bán những cái này volume lớn là chạy, nhưng mà volume nhỏ là anh chị có lỗ gồng được, không vấn đề gì đâu. MWG thì mình nghĩ nó chạm cản thì nó sẽ test, test lại cái vùng nền giá 54 là đẹp nhất. Ngày mai ai đu FOMO cây này 59 nè, hàng về tỷ lệ cắt lỗ cực cao nha. Đầu tư công ta sẽ lưu ý sao, C4G thì nó bước ở đây không thành công, volume hơi to, nó sẽ test 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 tụng ở đây một thời gian nè. Nhìn chung là những con này là còn được. C hôm nay cong xuống rồi, hy vọng là không mất cái nền này nha. Nền hỗ trợ là cái vùng giá 22.7, mất 2.7 thì con này sẽ về cái biên dưới, mất 2.7 là về biên dưới nè, 21.5. HV con này đang lên tốt, anh chị nắm giữ, vô nó vào đã quá, vẫn xanh là đẹp rồi. VCG là mất nền 28 nó sẽ về lại 26, bắt đáy những con này cũng không ok. À đi bắt đáy này, bắt cây này là cây đầu tiên nó giảm được, chứ cây thứ hai nó test lại đáy không đi bắt. Vậy không chắc là nó sẽ lên lại được, nhưng mà cái cây đầu tiên anh chị bắt để nó vòng lên. Đó là lý do vì sao mình bắt phải bắt cái cây đầu tiên. Cây thứ hai nó test là chưa chắc thành công. Lưu ý không phải lúc nào cũng mua được đâu. LCG hôm nay lắp ghép bình thường, thế nó vẫn lên, chỉnh bình thường. Có thì cứ nắm giữ nhé. Dòng cạn biển mình có dư vấn đép thì mình vẫn giữ, vì nếu con này mình bán mình là bán cái 67 68 rồi. Mình có nói target con này là 67 68 trong ngắn hạn, nhưng mà đây là cái vùng biên cổ phiếu đang tạo ra. Anh chị có cái nắm bình thường, HAH vẫn lên, cổ phiếu lên chỉnh tạo nền bình thường, những con này khỏe đó, lưu ý nhé. Còn mình thì mình đang lên một list riêng cho anh chị nhà đầu tư bên mình rồi. Anh chị nào mà chúng ta thấy phù hợp với tiêu chí đầu tư và muốn tham gia cùng mình trong giai đoạn tới thì có thể liên hệ với các bé trợ lý, các bé hướng dẫn cho anh chị vào nhóm ta đánh nhịp tới. Anh chị thấy nhịp này mình bán ok không? Bán rất ok chứ, thu tiền về cho khách hàng là thành công rồi, giữ được lời cho khách hàng là thành công rồi, hạ tỷ trọng danh mục tại những cái vùng giá cao là thành công rồi. Bởi vì khi mình hạ tỷ trọng đó bây giờ là chênh được khoảng 5-6% rồi, đúng không? HBG là bán 29x, ở đây là chênh được khoảng từ 291, 92 mà xuống đây 278 là ăn được giá tư rồi anh chị, đúng không? Nam Kim nè 222 bây giờ ăn được giá, là giá con này 5% nhít đâu, kiếm được vài trăm giai đoạn này là cực khó, có phải dễ đâu mà, đúng không?
biên độ quá lỏng lẻo, đứt sale là mua sai điểm là đi hết. Lưu ý ha, chúng ta có bán lẻ, chúng ta có DG World mà RealG thì những con này canh chỉnh mua. Đặc biệt nó ra cái chất mà iPhone 15 mà nó đánh như thế này á thì nó sẽ về đánh test, nó như con MWG chỉ báo nó những về test cái vùng giá 54 này là được. Các mã cổ phiếu khác thì mình thấy nó bình thường, không có gì quá sôi động, và cái quan trọng của mình là đang tìm một cái yếu tố chiết khấu của cổ phiếu cũng như là thị trường, và đặc biệt là xung lực của các cổ phiếu trong lúc mà thị trường ta điều chỉnh, là thị trường ta gặp áp lực và tâm lý thị trường lên cao. Khi tâm lý thị trường lên cao, ta mới biết là con nào là cái con đạt chiết khấu, con nào là đạt cái con FOMO, con nào là cái con mà đang có nhà đầu tư nắm nhiều, con nào là cái con mà tổ chức người ta đang quyết liệt đợi giá. Lúc đó chúng ta phải tham gia, mình đã list được cho một cái danh mục cổ phiếu ok rồi. Vì thế anh chị là khách hàng của mình mà anh chị nghe được cái video này, cứ yên tâm, mình sẽ chờ cho anh chị nhà đầu tư mua lại cái vùng hàng bán mà anh chị đã chốt lời trong ngày hôm trước và ngày hôm qua, để chúng ta có thể tham gia cái vòng sau. Vòng sau chúng ta sẽ đánh hai vòng, một vòng chúng ta sẽ đánh nhanh, một vòng là chúng ta sẽ đánh cho một cái nhịp lên 1.300. Lưu ý ha. Ok, thì đó là một trong số những cái yếu tố về mặt là quan điểm của mình về thị trường. Kỳ vọng ngày mai thị trường chúng ta sẽ không thủng 1.220. À hôm chút nói về con HBIT này nè, hôm nay con này có cái chú 80 triệu cổ, thì anh chị chúng ta lưu ý là anh chị mua cây này coi như thôi. Vì sao? Bởi vì cây này á, thông thường tổ chức người ta sẽ canh bán, bởi vì người ta biết á là bây giờ người ta cầm khoảng gần 5 tới 70 triệu cổ phiếu á, là người ta chắc chắn chết rồi. Bây giờ người ta nghĩ là cái cách nào để người ta hút tiền. Lưu ý nha, anh chị bây giờ làm sao, bây giờ anh chị đang cầm một cái lượng hàng khoảng 50 tới 70 triệu cổ phiếu, làm sao anh chị hút tiền? Đúng không? Giờ mình ra được như mình ra. Thế thì bây giờ ví dụ đang kẹp khoảng cả 70 triệu cổ đi. Ví dụ vậy. Thì anh chị chỉ cần mua lại 35 triệu cổ phiếu trên sàn. Chấp nhận kẹp 35 triệu, bởi vì bây giờ nếu mà mình không mua thì chắc chắn không bao giờ có cầu. Thì nó chỉ cần mua 35 triệu thì lập tức là lượng hàng FOMO, chả biết con này đúng sai tốt xấu sao, lao vào mua 35 triệu còn lại, thì nó ra được 35 triệu và nó kẹp lại 35 triệu, và con này là thứ hai tuần sau là đã bắt đầu đình chỉ giao dịch rồi. Anh chị chúng ta mua cây này là chúng ta như gà như cừu luôn, đúng không? Quá khoai đối với những mã cổ phiếu như HBIT, mua hàng mua về nó là đứt hết đi hết, quá bó tay. Nói chung đánh anh Minh một đời đánh vô cái lỗ luôn, mất luôn, quả rất là đáng. Hôm nay nó cứu là nó còn nhân nhượng đó, anh chị nào bán nó được là còn ok, anh chị nào mua ngày hôm nay thì thôi bó tay. Lưu ý ha. Ok, thì cũng cảm ơn tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta lắng nghe cái video này. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ chia sẻ video của Nam tới rất nhiều anh chị nhà đầu tư khác, như là nhớ đăng ký kênh, like video để ủng hộ Nam nha. Ok, cảm ơn anh chị nhà đầu tư rất nhiều. Chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ và sự đỡ giá của thị trường vào ngày mai. Và hẹn gặp lại anh chị vào video buổi sau.